Ngày 31 tháng 7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ 24 thanh thiếu niên cùng 17 xe máy để điều tra làm rõ về hành vi đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Theo thông tin ban đầu, các quái xế này đã lập nhóm trên mạng xã hội để hẹn nhau đua xe nhằm quảng cáo cho các lò đổ xe của nhiều tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, nhóm đối tượng này đã tổ chức cho người chặn xe trên quốc lộ 1 để đua xe. Sau nhiều lượt đua phóng bạt mạng gây náo loạn đường phố thì cả nhóm bị bắt. Khi bị công an bắt giữ, các đối tượng đã không xuất trình được giấy phép, giấy đăng ký xe. Một số xe đã tháo biển kiểm soát, thay đổi hình dáng, đặc tính, đục lại số khung, số máy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.